Sáng ngày 31 tháng 5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ báo cáo hoàn thành cung thỉnh tượng Bác Hồ với thiếu nhi về nhà thiếu nhi thành phố. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự. Các đồng chí Lê Hồng Anh, đồng chí Lê Thanh Hải, đại diện tuổi trẻ thành phố và các em thiếu nhi tiêu biểu đã kính cẩn dâng hoa trước tượng Bác Hồ với thiếu nhi. Trước đây, tượng Bác Hồ với thiếu nhi được đặt tại công viên trước cửa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Khi xây dựng tượng đài Bác Hồ ở trung tâm thành phố, tượng Bác Hồ với thiếu nhi được cung thỉnh về đây để phù hợp với nơi tổ chức các hoạt động của thiếu niên nhi đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải đã ôm lại công ơn trời biển của Bác Hồ đối với nhân dân cả nước nói chung, với thiếu niên nhi đồng nói riêng, đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với niềm tự hào khi được cung thỉnh tượng Bác Hồ với thiếu nhi về nhà thiếu nhi thành phố, nơi 40 năm qua là địa điểm sinh hoạt, rèn luyện đạo đức cách mạng cho các em thiếu niên nhi đồng, những chủ nhân tương lai của đất nước. Việc đặt tượng Bác Hồ với thiếu nhi ở đây còn mang ý nghĩa đặc biệt để thiếu nhi toàn thành phố ai cũng được cảm nhận tình yêu thương của Bác Hồ kính yêu, thể hiện sự chăm lo, sự kỳ vọng của xã hội vào một lớp thanh thiếu niên sẽ trưởng thành, xây dựng đất nước như lời Bác dạy. Đại diện thành đoàn và thanh thiếu niên nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát biểu, thể hiện lòng tin yêu, sự tự hào khi tượng Bác Hồ với thiếu nhi được cung thỉnh về nhà thiếu nhi thành phố. Thanh thiếu niên nhi đồng thành phố cùng hứa trước tượng Bác sẽ không ngừng cố gắng học tập, chăm ngoan, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước.